Trong số này, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án trọng điểm chậm tiến độ ngành y tế, đưa 71 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước sau vụ việc tháo chạy khỏi một sòng bạc, YouTuber người Lào và con đường nghệ thuật tại Việt Nam. Xin chào các khán giả của Tuần Qua Có Gì. Phương Linh rất vui được chia sẻ cùng quý vị những thông tin đáng chú ý nhất trên mạng xã hội trong tuần qua. VTV4 hiện đã có mặt trên 3 nền tảng Facebook, YouTube và TikTok với tin tức được cập nhật mới mỗi ngày. Hãy theo dõi chúng tôi hoặc đón xem Tuần Qua Có Gì vào 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên YouTube để không bỏ lỡ các nội dung nóng nhất, hấp dẫn nhất. Tiếp tục nhiệm vụ tập trung giải quyết những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, sáng ngày 18 tháng 9 tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, làm việc nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai đã chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí lớn nguồn lực nhà nước, bức xúc trong nhân dân và dự án xây dựng cơ sở 2, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Đây là thông tin thu hút nhiều sự chú ý của khán giả với gần 1 triệu lượt xem trên TikTok VTV4. Nhân dân thì mong mỏi, bệnh viện thì sốt ruột, trông chờ. Địa phương thì muốn có công ăn việc làm, muốn có công việc nó xong đi. Như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói, đất thì bàn giao 10 năm nay rồi. Mà các ông chỉ nghe cái bác mà trông nom cái chỗ này bác nói như nào, người dân nói như nào. Để mình thấy cái trách nhiệm ở đây cụ thể là như thế nào? Hầu hết các bình luận đều tán thành với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khán giả Tưởng Yên bày tỏ, mong cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý cho dân đỡ khổ đi lại. Còn một tài khoản có tên là Thêm Lê 1977 viết, phải xử lý trách nhiệm các đơn vị cá nhân liên quan đến chậm tiến độ và đánh giá hao hụt tiền của. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia để đưa 71 công dân Việt Nam về nước sau khi xảy ra vụ việc 60 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi một sòng bạc tại thành phố Ba Vét, Campuchia, giáp với cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam. Bộ phận bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng của Campuchia, đề nghị phía Campuchia có biện pháp bảo hộ cần thiết, đồng thời bố trí nơi ăn ở và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho tất cả công dân này. Thông tin này đã đạt 250.000 lượt xem trên trang Facebook VTV4. Sớm đưa 71 công dân Việt Nam trở về nước là hy vọng chung của các khán giả bình luận ở video. Tuần vừa qua, tại đại siêu thị Lulu, thủ đô Abu Dhabi, UAE, đã diễn ra lễ hội quảng bá nông sản và thực phẩm Việt Nam, Vietnamese Food Festival. Đây là chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE phối hợp với hệ thống siêu thị Lulu tổ chức, diễn ra đồng loạt trên 3 đại siêu thị của Lulu tại Abu Dhabi, Dubai và Sharjah. Toàn bộ hệ thống các siêu thị lớn nhỏ của Lulu ở UAE cũng đã được tăng cường bán các sản phẩm Việt Nam dịp này, nổi bật như là gạo, gia vị và cà phê. Với gần 100 sản phẩm nông sản, thực phẩm được giới thiệu cùng với gian hàng ẩm thực riêng của Việt Nam. Thông tin về sự kiện này đã thu hút gần 100.000 lượt xem trên kênh TikTok VTV4. Những lời chúc mừng và tự hào nông sản và thực phẩm Việt Nam là những bình luận của hầu hết các khán giả VTV4 khi theo dõi thông tin này. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một YouTuber người Lào với biệt danh tiếng Việt rất dễ thương là Dâu Tây. Chàng trai Gen Z này tên thật là Kelnakon và có thể đối với không ít khán giả thì cái tên này không hề xa lạ khi đã từng trở thành hiện tượng tại chương trình Giọng Ải Giọng Ai 2020 và gần đây nhất là Đấu Trường Âm Nhạc 2022. Chàng trai người Lào đã khiến không ít khán giả trầm trồ, ngạc nhiên với khả năng hát tiếng Việt điêu luyện. Không chỉ vậy, Kelnakon còn sở hữu kênh YouTube và TikTok với nhiều lượt theo dõi của khán giả cả hai nước Lào và Việt Nam. Xin chào tất cả mọi người. Nhiều người hay thắc mắc hay hỏi mình là Lào có gì, Lào có phong tục như thế nào. Nên là hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi đám cưới Lào. Đây là cách mà Kelnakon, một chàng trai đến từ đất nước Lào, được nhiều người Việt Nam biết đến trên mạng xã hội. Thuộc thế hệ Gen Z, chàng trai 23 tuổi này chọn nền tảng TikTok và YouTube là nơi để chia sẻ với mọi người về cuộc sống thường ngày của mình. Chính những video hát tiếng Việt của Kelnakon đã giúp anh thu hút được nhiều người hâm mộ cả ở Việt Nam và Lào.
từ khi mình sống ở Lào cũng học từ mẫu giáo cho đến cấp 3 luôn. Nên là tiếng Việt mình cũng được khá khá. Tốt nghiệp lớp 12 thì mình sang Việt Nam để học đại học tiếp. Mình quyết định đến Việt Nam tại vì là mình thích cách, phong cách sống ở Việt Nam. Mỗi ngày sẽ có một cái điều mới cho mình tiếp xúc, nó vui hơn. Nhờ vào khả năng hát tiếng Việt thuần thục, Kelnakhon đã có cơ hội tham gia rất nhiều chương trình và cuộc thi ca nhạc ở Việt Nam. Chàng trai đã gây ấn tượng với khán giả bằng giọng hát của mình trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai hay Đấu Trường Âm Nhạc. Đồng thời, anh cũng tham gia chương trình thực tế Ai Sẽ Thành Sao và lọt đến top 6 chung cuộc. Học tiếng Việt đã mở ra cơ hội để Kelnakhon theo đuổi ước mơ trở thành một ca sĩ. Game show đầu tiên mà mình tham gia thì đó là chương trình thi hát Ai Sẽ Thành Sao. Và sau cái game show đó thì được Quang Lê nhận làm học trò. Nên là cũng có một cái bước đà để mình luyện bản thân là đi theo thầy để lấy thêm cái kinh nghiệm. Xa bay đi, xa bay đi. Ai hát nóng lay lay, nóng nghi hát ai bỏ. Từ ngày gặp em anh bao đêm vẫn vương vì yêu em nên anh nhớ thương. Cho say ánh mắt cô gái Lào. Mình thích nhất ở Việt Nam đó là Việt Nam có một cái văn hóa mà rất là dễ gần, dễ hòa nhập. Mình muốn là một cái người mà làm một cái cầu nối cho hai cái văn hóa này người ta kiểu hiểu đến nhau nhiều hơn ý. Ví dụ như là bây giờ mình đang ở Việt thì mình sẽ quay về những cái gì mà về Việt Nam hoặc là ẩm thực, và mình có biết sắp là tiếng Lào để cho người ta đọc được. Hoặc là khi mình đang ở bên Lào thì mình sẽ quay một cái vlog mà lễ hội hoặc là đám cưới hoặc là cái phong cách sống ẩm thực của Lào để cho người ở Việt Nam người ta thấy là Lào nó như thế nào. Thì sắp tới thì mình chắc chắn mình sẽ sống và làm việc ở đây và hoạt động ở đây luôn, tại vì là mình coi Việt Nam cũng như là quê hương thứ hai của mình. Một trong những yếu tố thu hút khách du lịch đến Việt Nam là những sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo. Thành phố Hồ Chí Minh vốn đã là một điểm đến quen thuộc với du khách trong và ngoài nước. Nhưng quý vị đã bao giờ ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ một góc nhìn khác tối thường ngày hay chưa? Chuyến xe buýt Mui Trần trải nghiệm tour thành phố Hồ Chí Minh về đêm sẽ mang đến cho quý vị một góc nhìn như vậy. Sản phẩm du lịch mới này sẽ giúp chúng ta cảm nhận rõ nét hơn sức sống và sự năng động của thành phố. Thoáng đãng, thoải mái, dễ chịu là những cảm nhận đầu tiên của du khách. Xe buýt Mui Trần đưa mọi người đi qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan của thành phố Hồ Chí Minh là những di tích xưa và nay. Những con đường mà quý vị đang đi qua bao gồm Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi đều là những con đường danh giá bậc nhất giữ vị trí đắc địa sầm uất, được xem là trung tâm tài chính thương mại và giải trí du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Rất là vui, tại mục đích mình đi chuyến này hôm nay là do bác thân là sinh nhật của cháu, cho nên dẫn cháu đi tham quan thành phố. Cháu đi đường thì thấy có xe buýt hạ tầng thì muốn đi thử coi như thế nào. Cảm thấy vui. Tôi cảm thấy rất thích, phong cảnh rất đẹp, vượt xa cả mong đợi. Đáp ứng mọi nhu cầu tham quan của du khách, thời gian hoạt động của xe buýt Mui Trần cũng rất rộng, chạy suốt tuần từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Các điểm đón và trả khách chính là bưu điện trung tâm thành phố và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Giá vé xe buýt Mui Trần với trẻ em hiện nay là 100.000 đồng, người lớn là 150.000 đồng. Say hello.
Vâng, nếu quý vị có dịp tới thành phố Hồ Chí Minh thì hãy thử dành chút thời gian trải nghiệm dịch vụ ngắm thành phố về đêm bằng xe buýt Mùi Trần để có thể ngắm nhìn kỹ hơn những con phố mà trong nhịp sống thường nhật hối hả chúng ta dễ dàng lướt qua, chưa cảm hết được vẻ đẹp và cái hồn của chúng. Hình ảnh vừa rồi cũng là nội dung cuối của chương trình trong ngày hôm nay. Nếu như bạn có câu hỏi hay thông tin muốn chia sẻ lại cho đội ngũ biên tập viên của chúng tôi thì đừng ngần ngại để lại bình luận ở ngay phía bên dưới. Và đừng quên follow VTV4 trên Facebook và TikTok cũng như subscribe kênh YouTube của VTV4 để theo dõi những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới.